Con chào công các bà, chào cô các chú ạ. Hôm nay thầy anh Khương đi xuống dưới nền nhà mới của con. Ở đây chỉ có mình con ở nhà với lại bạn cameraman ở nhà thôi. Thì mời công các bà cùng theo chân con đi làm những cái công việc hàng ngày của con ạ.
Rau gì đấy? Em rau dền anh ạ. Rau dền à? Ừ. Em phải rắc xa ra chứ. Em để như này thì nó thành chùm một đấy, tới nó mọc lên đấy. Đấy, thưa các anh chị, là hôm nay là cháu cũng có để điện thoại cho em Hưng là từ quay những cái cuộc sống công việc hàng ngày của em Hưng ấy các bác. Sáng nay thì cháu có xuống dưới kia để xem cái nền đất mới ở nhà của em Hưng Thuận, là xem là tình hình là xử lý phương án cái chỗ làm kè hay là sẽ đổ bê tông ấy các bác. Cái giống này là em mua hay là ai gửi lên cho? Hôm nọ có ông bà dưới kia gửi lên cho anh ạ. Ông bà gửi lên cho à? Vâng. À. Ô, cái này trước em trồng rau gì quên mất rồi. Bây giờ trước trồng rau cải cúc. Cải cúc. Rau dền này thì lên nhanh thôi nhỉ. Vâng. Ôi, có cả cái này nữa này. Em mua à? Em mới mua à? Hay là cũng cái này em mượn. Mượn á? Chỗ cái này bây giờ là trồng rau gì? Này trồng rau ấy anh ạ. Rau muống. Rau muống á? À, có cái xuồng này thì mình cuốc hố nó dễ hơn nhỉ. Đúng rồi. Bên này không trồng à? Bên này mấy nuôi anh ạ. Trồng thêm nhiều rau vào tới nữa mang đi bán, hoặc là anh em thợ lên làm nhà thì có rau ăn. Vâng. Đây là cái bí này làm giàn được đấy. Có vẻ là không được tốt lắm nhỉ bí này. Không tốt lắm anh ạ. Hay không bón phân? Không phải không bón mà nắng quá em cũng. Dạo này cũng ít thời gian quá. Chạy lung tung. Chạy khắp nơi nhỉ. Cái này tưới nước luôn hả em? Vâng. Khô quá, tưới luôn. Này phải đi xuống cái kia xách nước rồi. Gieo ít hạt thôi chứ. Gieo nhiều để nó mọc nhiều. Nhiều là bây giờ bón phân đúng không? Vâng. Để anh bón phân. Phân này quyết định là cái luống này hả em? Hay là lấy thêm được? Lấy thêm được anh ạ. Thế thì cứ rác cho nó nhiều nhá. Vì đất này là anh thấy là cũng không được tốt lắm. Nói ra mình phải rác phân trước xong là rác hạt lên trên chứ. Thường thường anh trồng cái gì là anh rác phân trước xong mới rác hạt. Vậy à? Em thì lại làm ngược lại. Cái này phải nhổ hết cái cây dại này đi. Có dùng hết đâu cái này. Phân này còn không dùng hết đấy. Rắc vào bên kia anh ạ. Em tưởng còn không đủ ấy. Làm cái lỗ cái hố này nó bé. Vậy thôi, cứ để vậy thôi. Này khéo phải tưới nước luôn. Tưới nước luôn á? Nó khô quá. Tưới qua một lần đi. Nên lấy nước. Cái chuồng này thì mình tưới nó sẽ bón nó sẽ tốt hơn. Vậy phân đạm nó được lâu hơn ấy. Sáng làm được những công việc gì rồi? Dạ. Sáng nay làm được những công việc gì rồi? Làm hủ tục lắm anh ạ. Nào là cỏ cho trâu, cám lợn. Ôi dồi ôi. Rồi lại dê. Nhiều việc lắm nhỉ. Ở nhà bây giờ là dê bây giờ đẻ nữa thì khá là vất đấy. Em sáng lại phải đi trồng cỏ nữa. Nóng quá. Bây giờ dê nó phát triển rồi thì trồng thêm ít cỏ để cho dê cái ăn. Cái này xách lên nhá. Yeah. Cái xô bé đấy. Cũng được anh ạ. Hay xô to. Xô bé cũng được, xô to cũng được.
Này. Tí tháo ra sau. Đổ vào. Ủa thế cái bình nhỏ nhỏ thôi mà chứa được nhiều phết nhỉ? Vâng. Bị hở à? Bị hở van tim. Giờ tranh thủ sớm với lại tối tưới cho nó một lượt. Bây giờ cũng chiều chiều rồi mà. Đây. Gì đó, em lấy cái gì bọc cái này lại. Này có lớp nó đi không? Dạ. Này có lớp cái đi chía không? Không anh ạ. Không lớp à? Không. Anh tưởng phải lớp nó đi chứ. Thôi. Không gà qué nó bới hết. Không có đâu. Để thấm vào nó mới ấy được. Nắng như này là mình không tưới thường xuyên là nó không lên được đâu, khô cằn đấy. Để thêm một lần nữa nhỉ? Vâng, cái này nó bị làm sao? Này nó bị vỡ cái này. Bị vỡ? Đúng rồi. Nó bị hở van tim. Đi, lấy một chuyến nữa là đủ rồi. Rất là nóng cô bác ạ. Những ngày ở chỗ em Hưng với cả là chỗ nhà ông Dì là khác nhau hoàn toàn luôn quá. Ở bên này nắng gắt nhưng mà ở sang bên kia là một cái. Bên kia khéo trồng rau là tốt nhỉ. Kia là trồng rau tốt đấy. Trồng rau với cả chỉ có trồng rau với lại cái cây ấy thôi. Còn cây nhiều cây nó lại không hợp cái thời tiết lạnh. Được mát đấy. Em Thuận là sắp về chưa nhỉ? Khoảng 4 rưỡi thì về đến nhà anh ạ. 4 rưỡi á? Em sắp về rồi. Rồi anh ạ. Ôi cho anh xách bớt cho. Cái này mới đủ. Rất là đủ khỏe của bác. Mới đủ nhiệt đấy anh.
Thường là xách cả hai xô lên rồi. Trồng thêm hai luống này thì tha hồ mà ăn, ăn không hết luôn. Trồng là phải tưới luôn thì nó mới ngấm vào hạt. Rồi anh ạ. Đợt nữa. Một tí nữa đổ nốt cái chỗ kia đi. Chỗ này làm chỗ trồng rau nuôi cá nhờ. Đúng. Cái kia là không có chỗ để trồng rau đâu. Trồng rau trên này và nuôi cá ở trên này thì trước thấy Quyền bảo là, nhưng mà làm xúc cái nền ở đây làm một cái ao cá là tốt lắm bạn nha. Vâng. Nước có, đất có. Bây giờ phải kéo lưới chứ. Vâng. Kéo lưới quay vào chứ. Hay là chưa quay luôn? Quay rồi, chắc quay luôn. Nhưng mà... Quay luôn à? Lưới đây này, lưới hôm trước thì mua về tận dụng là... Em đi lấy cái búa đã. Chưa? Đuổi anh ạ. Ô, lại rào sang bên này à? Anh tưởng rào hết cái chỗ này chứ? Dạ. Chỗ này này? Không. Rào này được rồi. Nhưng mà cái này còn trồng mà. Cái này mai em làm cỏ phơi khô cho hôm nào em lại rào ra. Rào ra lại rút cái cây này xong là... Lại kéo sang ra cái kia nhỉ? Đúng rồi. Bây giờ là phải tránh gà đó. Gà là cũng có nên là... Cũng phải tránh quá ạ. Lưới đâu nhỉ? Lưới... Bên kia anh ạ, bên kia. Nếu việc quay ho gà nó vào đến đây thì nó làm tan hết. Mấy cái thằng gà này nó phá hại lắm. Gà thì mình không nuôi thì cũng không được, mà nuôi cũng phá lắm. Nói chuyện đến thằng gà thì hơi mệt. Mệt vì cái thằng gà lắm anh ạ. Thịt nó ngon mà. Thịt ngon lắm. Gà, nhưng mà gà chạy bộ ấy, gà chạy vườn nhà mình thì ngon, nhưng mà cũng hơi mệt đấy. Cái này nha, bây giờ mình chỉ mác lên trên xong là dưới mình lấy đất cho vào là được thôi anh ạ. Cho ra đây. Có đủ không? Thoải mái. Cho bên trong hay bên ngoài? Bên chợ bên ngoài đi. Mai em còn phải làm cái dàn này nữa. Mai lấy cây về đã. Dàn bí à? Ừ. Bây giờ thấy chiều về là bất nắng hơn rồi. Mát hơn rồi. Mát hơn, râm hơn hẳn. Cái lưới này thì rất là tiện của bác ạ. Giờ là thế là một lần dùng hết xong rồi mình lại tháo ra cất. Đến cái lúc mà mình tiếp tục trồng ấy lại dùng được thêm. Chứ nhiều cây lắm mà đi đâu hết nhỉ?
không đủ rồi. À bên này còn mà. Mà đây lúc bé à? Ừ. Bé bé. Bé 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 bé. Đây cô bác. Dì rất là đáng yêu luôn này, nhìn rất là đẹp. Ui. Nào, nào, nào. Đi lên dưới kia. Đi ra. Ui, đi đường kia mà. Đường này. Đường này mà, bà cố đội ơi. Về đây. Con này đẻ sau đúng không? Đúng rồi. Một con đen nhìn đẹp chưa? Cho nó ăn đây. Đấy. Đấy, ăn cho nên lúc này. Tầm 1 tháng nó mới biết ăn đấy nhỉ, con bé. Đúng rồi anh ạ. Con đẻ trước kia nó biết ăn chưa? Biết rồi, kia. Đang ăn ở bên kia. À. Lớn hơn 1 tẹo. Thôi, giải quyết nốt cái chỗ vườn của mình đi. Vâng. Thiếu ấy rồi. À đây con này. Đây con. Lấy quên là dồn nhỉ. Mày phải cắt đi rồi. Sau nếu mà sang bên kia là thừa bao nhiêu cắt đi thôi. Cái này cũng rách hết rồi. Đúng rồi. Méo mó có hơn không đây anh ạ. Che được mà. Có nó sợ ấy. Cái này còn trồng được thêm này. Cái này trồng thêm, mai em cuốc. Mai cuốc trồng nốt. Trồng nhiều vào tới nữa làm nhà là dùng rau nhiều lắm ấy. Cái này nó còn vào đấy. À, đảo đảo cái đầu kia, cái đầu kia nó không rách ấy. Chỗ đảo tây kia nó không rách như sao ấy. Nhỉ. Yeah. Ừ, đảo cũng được. Để lấy đá chèn nhờ. Vâng. Để lấy đất chèn. Lấy đá thôi nhỉ. Thưa anh ra đấy. Vâng. Nhốt anh trong này luôn à? Có mà vào được nữa.
Bây giờ cho kẹo nó không dám vào để ăn đâu. Tính ra cái thằng dê con kia nó mới là cái thằng phá hại nhất. Nhốt. Mấy nữa là nuôi nhốt anh ạ. Mấy nữa để nó lớn lớn nó khỏe cái chân tí đã. Em cho vào chuồng ăn cỏ. Còn mấy hôm nay là mấy con mẹ là nó bị con nó yếu quá, chân nó bé. Bây giờ phải cho ra ngoài nhiều nó luyện cái chân của nó. Đúng rồi. Không mấy nữa sợ. Sợ cái con kia cái chân của nó bé nó thò xuống cái răng dưới này. Ừ. Nó thụt cái chân xuống đấy là. Rồi, ok rồi đấy. Cửa nó đâu? Cửa nó phải cửa tháo cho nối kia ra thôi. Đúng nhỉ. Oh, khá là mệt quá, tại vì trời nóng. Mùa này thì nóng thì cũng không làm được việc gì mấy đâu. Mùa lạnh thì lạnh mà mùa nóng thì nóng, rất là khó chịu của bác. Đúng rồi. Thời tiết mà. Mai sáng sớm mai. Mai là phải đào cái cuốc lại chỗ này đi. Mai tranh thủ ra nhổ cái cỏ dại này đi. Đây còn trồng được khá là nhiều ấy. Để trồng tận dụng để. Này phải. Bây giờ này mai em kéo ra xong là đóng vào kiêm. Kiếm một cái cọc đóng vào đây xong là làm xong là trồng vào đây mấy luống nữa. Dâu muống với cả dâu cả dâu dền vẫn còn mà. Gieo hết đi. Đúng rồi. Để nó hết hạn nó lại không gieo được. Đúng. Thôi bây giờ thì khả năng là anh cũng di chuyển là đi về thôi. Vâng. Khá là muộn rồi. Thì cứ tưới hàng ngày thôi thì nó khắc lên thôi. Vâng. Bây giờ nắng là mình phải tưới nhiều vào. Vâng. Thì cũng cháu Cương cũng xin phép là khép lại cái nội dung video tại đây các bác ạ. Cũng cảm ơn đến tất cả các bác đã luôn đồng hành cùng với cháu Cương để đi trao tình cảm, tình yêu thương đến với hai anh em Hưng Thuận, cũng như là bao hoàn cảnh mà hiện tại cháu Cương đang chia sẻ trên kênh các bác nhé. Bây giờ cái số tiền nhà hai anh em Hưng Thuận thì cũng có nhận được một số tiền cũng khá là lớn rồi, cũng chưa đủ để làm nhà của bác ạ. Cũng mong sẽ qua những cái thước phim về hai anh em Hưng Thuận, có thể là các bác sẽ tiếp tục là gửi tình cảm, tình yêu thương đến với anh em để chúng cháu sẽ tiến hành cái ngôi nhà sớm nhất cho anh em của bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Con chào công các bà, chào cô các chú ạ. Cháu Khương xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì cháu sẽ giới thiệu về cái gian hàng nhỏ nhỏ hiện tại mà cháu có bán ở trên kênh. Đây là cái sản phẩm đầu tiên mà cháu có kinh doanh ở trên kênh là cái mật ong khoái này các bác. Đây là mật ong khoái ở trên rừng già về này. Cháu có thu gom lại một số anh em là đi rừng cũng như là của ông Di, anh em Hưng Thuận là cháu sẽ mang về bán hộ này các bác. Đây là mật là cháu chưa có vắt ra này. Đây là đồ đặc sánh rất là đẹp này các bác. Cháu sẽ cắt một tí cho các bác cùng xem nhé. Đấy. Úi dồi ôi, nhìn nguyên chất chưa các bác đây này. Đấy. Đây là thành khớ khớ như thế này là mật của nó ở trong này này các bác. Đấy, rất là ngon này. Trông rất là ngon luôn các bác ạ. Đồ đặc sánh và mật như thế nào thì cháu sẽ chát ra cho các bác cùng xem này. Đấy, rất là đẹp. Màu của mật ong khoái rất là đẹp này các bác. Đấy. Rất là ngon luôn các bác ạ. Cháu sẽ chát ra như thế này để cho các bác cùng xem này. Cái chai là cháu sẽ đóng chai như thế này và gửi cho các bác nếu như mà các bác muốn sử dụng sản phẩm là mật ong khoái này. Còn ngoài ra đây là mật ong hoa bạc hà này các bác. Đây mật ong hoa bạc hà có hai màu khác nhau này. Đấy là sản phẩm trà tâm sen này các bác. Cháu hiện tại có bán ở trên kênh, nếu như mà các bác có muốn lấy thì cháu sẽ gửi cho các bác nhé. Đây là trà tâm sen này. Bột tinh nghệ các bác. Đây là bột tinh nghệ cháu có đóng thành cái lọ như thế này rồi. Đây một lọ là 5 lạng các bác. Đây là chuối hột rừng này. Chuối hột rừng của em Hiển này. Hiện tại cháu có giúp em Hiển là đang bán các bác. Chuối hột để ngâm rượu này. Ngoài ra còn có sản phẩm nữa là sâm đương quy. Đấy, sâm đương quy các bác nhé. Đây sâm đương quy, cây sâm đương quy này. Đó. Thứ tư là sản phẩm là chè san tuyết cổ thụ ở trên Hà Giang các bác. Đây là chè san tuyết là cháu có hút chân không như thế này rồi. Đây là một túi là 5 lạng các bác lấy ha. Lấy 1 cân thì cháu sẽ gửi 2 túi như thế này cho các bác. Đó. Còn một sản phẩm khá là đặc biệt và đang bán chạy nhất cho ông gì. Đó là cây xương khớp các bác. Đây là cây xương khớp hiện tại là cháu có hộ ông gì là bán cây xương khớp này, rất là tác dụng rất là tốt. Nếu như mà các bác có bị bệnh hay như nào thì có thể là liên hệ với cháu Khương để lấy những cây xương khớp của ông gì các bác nhé. Trên đây là những cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương, hiện tại cháu có bán ở trên kênh.
giúp các hoàn cảnh cũng như là bản thân cháu có thêm được cái kinh phí đi chia sẻ những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao, cũng như là lấy đủ kinh phí để mua những cái phần quà nhỏ nhỏ để khi mà đi thăm các hoàn cảnh. Mong được quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ kênh.